crazy shit I did tonight. Those would be the best memories. I just wanna let it go for the night. That would be the best therapy for me. Xin chào bạn quay lại kênh Lê Lĩnh Vlog của mình nhá. Hôm nay Lĩnh sẽ review chi tiết cái chiếc xe mà Lĩnh đã làm mất 4 ngày anh em. Thì đây là một chiếc xe đến từ Huế các bạn nhá, 75. Thì chiếc xe này bạn ấy gửi lên cho Lĩnh đã được gần 2 tuần rồi anh em. Thì hôm nay Lĩnh bắt đầu sẽ làm video phần 2 để review chi tiết những món đồ gì mà Lĩnh lên cho chiếc xe này các bạn nhá. Một bạn trẻ đến từ Huế rất là nhiệt tình, cực kỳ là nhiệt tình luôn các bạn ạ. Vì là một chiếc xe gửi từ giữa hai vùng miền Bắc và Nam là miền Trung các bạn nhá. Đây anh em có thể nhìn thấy là biển chiếc xe Huế này. Thì bạn ấy giao xe cho Lĩnh toàn bộ chiếc xe này. Theo Lĩnh dọn hết các bạn nhá. Bạn ấy chỉ cần một cái chi tiết là làm sao không lè lẹt quá là được. Đấy thì là trong cái video phần 1 hôm qua anh em mình đã xem rồi và Lĩnh đã gửi một bức ảnh cho bạn ấy rồi. Bạn quá là kỹ luôn, đặc biệt là những cái bạn mà đang học việc chúng mình mà hỏi chủ xe có bán luôn chiếc xe này không để em mua luôn. Đấy, sau khi Lĩnh dọn xong các bạn nhá. Anh em nhìn thấy chiếc xe này như nào. Đấy thì đây là một cái phong cách độ không hầm hố nhưng mà rất là tốc độ. Đặc biệt là hôm nay chiếc xe này Lĩnh đã làm những cái đồ mà chưa có một chiếc xe nào Lĩnh review như ngày hôm nay các bạn nhá. Bây giờ không để nói dài lên thiên nữa, bây giờ Lĩnh sẽ cùng anh em mình review từ đuôi lên các bạn nhá. Đầu tiên thì anh em biết đến rồi, đây là một cái chiếc xe 75 đến từ Huế, bún bò Huế các bạn nhá. Thì Lĩnh đã đăng lên Facebook Zalo hỏi là anh em là Huế thì có những đặc sản gì. Rất là nhiều đặc sản đúng không các bạn. Đấy thì anh em có thể nhìn thấy một đặc sản hôm nay Lĩnh trao lại cho bạn này là một chiếc xe theo phong cách của Malai. Đây là Lĩnh sẽ thay đổi toàn bộ cái phần kết cấu của cái rè đằng sau này đi, nhỏ gọn theo bánh lốp các bạn nhá. Đó thì ở đây thì Lĩnh có thay đổi cho bạn ấy thêm một cái phần đuôi titan. Đấy thì cái đuôi này là đuôi dày rất là đặc biệt các bạn nhá, rất là dày và rất là chắc chắn anh em. Lĩnh thay thế thêm cho bạn ấy toàn bộ ở phần trên này là cái ốc xanh đục bảo. Đây, ốc xanh đục bảo đây các bạn nhá. Đó, tiếp theo anh em có thể di chuyển nhìn về cái phần đuôi tổng thể ở đây thì anh em vẫn thấy là tất cả những phần này gần như là zin các bạn nhá. Vì tại sao gần như là zin là mình đã thay đổi toàn bộ cái phần xi nhan này đi, không sử dụng lại cái xi nhan gồ ghề thô kệch của Xi zin nữa mà Lĩnh thay đổi cho bạn ấy là cái xi nhan Winx. Anh em có thể nhìn thấy một xi nhan led màu vàng quá là đẹp luôn các bạn nhá, màu vàng quá là đẹp luôn. Đó, rất là chất anh em. Đấy thì về cái phần đằng sau này là phần xi nhan, tất cả là chỉ thay đổi phần kết cấu xi nhan của Winx vào đây thôi các bạn nhá. Còn tất cả đèn hậu và những chi tiết này đều lắp như zin. Đấy. Tiếp theo ở đây thì anh em mình có thể nhìn thấy sử dụng cho bạn ấy một cây vân lốp khá là quen thuộc với những cái mông to rồi. Anh em nhìn thấy vân nó sẽ rõ ràng hơn. Còn Lĩnh sử dụng cho bạn ấy là cái con lốp Pirelli Rossor, vân lốp tia sét, hàng lốp chất lượng nhất từ trước đến nay Lĩnh sử dụng cho tất cả những chiếc xe mà Lĩnh review các bạn nhá. Size lốp đằng sau thì Lĩnh sẽ sử dụng cho bạn ấy là cái size lốp 90/80/17 các bạn nhá. Đấy thì bánh mâm ở đây là Lĩnh sử dụng cho bạn ấy là cái bánh mâm 5 cây của Racing Boy. Mâm 5 cây Racing Boy bản lắp như zin cho Xi 150 là bản đằng trước là 1.6 và đằng sau là 1.85 các bạn nhá. Màu đen cực kỳ khỏe. Đấy thì anh em có thể xem thấy là những cái chi tiết mà Lĩnh làm hôm nay như nào thì anh em comment xuống phần bình luận các bạn nhá. Ở đây thì Lĩnh sử dụng cho bạn ấy con heo 2 pit đối xứng, siêu an toàn và trong cái tầm phân khúc giá rất là hợp lý các bạn nhá. Sử dụng con heo Adeline màu xám xi măng của X1R phân phối. Đấy thì anh em có thể nhìn thấy là toàn bộ cái bát heo này Lĩnh thay đổi để lắp, thay đổi kết cấu của cái bát heo truyền thống các bạn nhá. Nó sẽ gọn gàng hơn và đẹp hơn các bạn ạ. Ở đây thì Lĩnh sẽ sử dụng cho bạn một cái đĩa của Racing Boy, cái bản mẫu đĩa mới nhất và nó là cái thép tốt không gì và đặc biệt là cái phần tản nhiệt của cái đĩa này giúp cho anh em đi tốc cao nó sẽ tản nhiệt tốt hơn các bạn nhá. Thì lúc đầu anh em có thể thấy là Lĩnh đã test mở tua chiếc xe này, Lĩnh đã mở tua các bạn nhá, thì tí Lĩnh sẽ nói cái phần nội công sau. Đấy thì bây giờ tiếp theo ở đây thì chắc chắn là anh em mình lên tua thì anh em mình phải dùng cho Lĩnh một con bô nó thoáng và ấm, và với cái tiêu chí là ấm và không bị phá làng phá xóm các bạn nhá. Thì tí Lĩnh sẽ test cho anh em mình cái âm thanh bô này như thế nào các bạn nhá. Rất là hay khi Lĩnh đi từ nhà ra đây, rất là phê các bạn ạ. Cây bô hôm nay Lĩnh sử dụng cho bạn đây là
XMV R1 dây sinh các bạn nhá, XMV R1 dây sinh nhập khẩu chính hãng của XMR đó. Kèm theo đó là theo cái màu bô này chắc chắn là mình sẽ phải sử dụng cho bạn ấy một cái cây cổ bô inox 304 cổ bô tăng như này thì nó mới hài hòa và đẹp hơn các bạn nhá. Đó thì anh em có thể nhìn thấy đây, cổ bô sâu này hàn rất là đẹp luôn anh em ạ. Ở đây thì Linh tặng cho bạn ấy thêm một cái bình dầu khói Blambo đấy. Về cái phần chi tiết máy khá là quen thuộc với anh em, mình đã thường xuyên xem Linh review là một bộ bể cá trong suốt của Jason Boy. Màu hôm nay Linh sử dụng cho bạn cái viền ngoài này là màu bạc, sliver màu bạc ấy. Thì cái màu này là cái màu bền nhất, sẽ không bao giờ bị ảnh hưởng giữa thời tiết, thời gian hoặc là cái phần mình phơi nắng các bạn nhá, là cái màu rất là bền. Rồi tiếp theo ở cái phần trong này là cái phần nội công mà hôm nay Linh thay thế cho bạn, đấy là một cái bộ côn chất lượng nhất từ trước đến nay và đến hiện tại các bạn nhá, đến hiện tại chứ không phải đến sau này mà là hiện tại, là bộ côn 5 lò xo của Uma dây sinh chống trượt các bạn nhá, giúp cho anh em mình lên tốc cực kỳ nhanh và đảm bảo cho anh em mình về tốc thì nó sẽ không bị sàng máy sau, trượt đằng sau các bạn nhá. Đây là bộ nồi côn chống trượt của Uma dây sinh. Đặc biệt là anh em mình có thể nhìn thấy là một cái nổi bật ở khu vực lốc máy này là toàn bộ ở trên cái lốc máy này Linh thay thế bằng cái ốc xanh lục bảo GR5 hết rồi các bạn nhá. Rất là đẹp các bạn nhá. Đó thì về phần tổng tem, anh em mình có thể nhìn thấy cái tổng thể của chiếc xe này. Về cái phần tem thì bạn này bạn ấy rất là kết rồi. Đến bây giờ Linh khẳng định là bạn ấy rất là kết rồi các bạn nhá. Rất là kết, rất là thích rồi, vì Linh thiết kế cho bạn một cái bộ tem khá là đơn giản nhưng mà cũng rất là ít người chơi các bạn nhá, rất là đẹp. Anh em nhìn thấy bộ tem này như nào thì anh em comment xuống phần bình luận các bạn nhá. Đấy thì là phần bộ tem thì Linh thiết kế chủ đạo là cái màu đen. Màu đen các bạn nhá, kèm theo đó là những cái gân đường sọc của màu cam và màu trắng các bạn. Anh em có thể nhìn thấy tổng thể đây. Đó thì là phần thiết kế tem các bạn nhá. Thì bây giờ di chuyển về phần thiết kế tem bên sườn và bên cánh yếm thì anh em quay về phần mặt nạ này xem cái phần đằng trước này có đẹp theo cái bộ tem truyền thống không các bạn nhá. Đây Linh đang review nhưng mà có rất là nhiều anh thanh niên lót chất ở trên kia kìa, đang bốc đầu ngã lạc sạc từ lúc nãy rồi các bạn ạ. Bây giờ tâm trí vừa review vừa nghe các em nó bốc đầu xe đạp anh em ngã từ lúc nãy rồi đấy. Ok anh em, đấy ngoài đề lề một tí, cái phần mặt nạ hôm nay anh em mình thấy thế nào thì rất là nhiều anh em hỏi Linh là bên anh có nhận thiết kế tem không. Thì Linh sorry anh em là tất cả những bộ tem mà Linh làm ấy là Linh đều phải gửi đi cho anh em người khác họ in các bạn nhá, cơ sở khác họ in tem, còn tất cả những ý tưởng và những cái bộ tem là đều do Linh thiết kế ra. Cho nên là rất là nhiều anh em có hỏi Linh ship tem không thì Linh nói luôn từ trong video này là tất cả tem ấy nhà Linh sẽ không ship các bạn nhá, vì là nó rất là nhiều lý do, thì rất mong anh em thông cảm. Thì chắc chắn sau này Linh mở được cửa sơ hai Linh sẽ ship tem cho anh em sau. Đấy thì vì bây giờ là cái cơ sở mà hiện tại Linh đang làm rất là nhỏ cho nên là Linh sẽ không có máy in tem các bạn nhá. Thì còn tất cả những tem này đều là tem mà Linh dán lên xe này cho các bạn ấy, Linh bao bong chóc cho các bạn luôn. Thì anh em mình dẫn rất là nhiều xe rồi, và đặc biệt là anh em mình sẽ xem những cái video tiếp theo nữa của Linh ấy, là chuẩn bị Linh sẽ nhận lại cái chiếc xe độ xe cho người yêu đi học đấy, độ xe chiếc xe ở Hải Dương 3 triệu view bây giờ các bạn ạ. Thì Linh sẽ review xem là tem Linh dán như nào sau gần một năm các bạn nhá. Rồi ok thì cái chủ đề hôm nay Linh sẽ tập trung vào lại chiếc xe này. Thì ở trên này thì Linh sẽ sử dụng cho bạn đấy không phải là bi cầu nữa, vì cái phong cách Malai thì nó lên bi cầu thì nó sẽ hơi ngộ các bạn nhá. Thì Linh sẽ tặng cái này là tặng riêng các bạn đấy, là một cái bóng siêu sáng 3 màu đấy ở trong cái pha này các bạn nhá, rất là đẹp các bạn nhá. Và đặc biệt là ánh sáng nó sẽ tốt hơn zin rất là nhiều anh em nhá, tốt hơn zin rất là nhiều đấy. Thì anh em mình sẽ nghe thấy cái tiếng công nông qua đây một tí, nó hơi ồn tí anh em nhá. Đấy thì bây giờ Linh sẽ review ở bên này nữa. Tay phanh thì anh em mình sẽ sử dụng cho Linh lần này là cái tay phanh của CRG Carbon Fiber xịn đấy, và kèm theo đó là ở đây là sẽ sử dụng cho mình là cái bao tay Daytona hàng cao su nguyên khối và rất là đẹp các bạn nhá, rất là êm. Thì anh em có thể nhìn thấy là tại sao Linh nói với các bạn là từ lúc đầu là tại sao là Linh lên heo hai pít đằng sau và hai pít đằng trước, thì anh em nhìn thấy phanh, Linh phanh này nó rất là mềm mượt các bạn nhá, rất là mềm mượt. Thì bây giờ Linh sẽ review xuống bên dưới này. Bên dưới này các bạn nhá, thì anh em mình thấy cái con heo Linh cũng thay thế cho bạn ấy luôn, lấy con heo hai pít đối xứng của Adeline. Đây thì anh em vẫn là một cái heo hai pít đối xứng của Adeline đây các bạn nhá, rất là chất các bạn ạ. Đó, kèm theo đó là dây dầu. Đấy thì ở đây thì anh em mình có thể nhìn thấy là một cây phuộc khá là quen thuộc với những cái video gần đây rồi, là cây phuộc của XMV R1, cây phuộc ti vàng các bạn nhá, rất là đẹp và rất là êm. Thì cái cây phuộc này ấy, thì anh em mình có thể hạ phuộc được theo phong cách Malai anh em mình thích. Thì anh em mình tăng chỉnh ở dưới cái núm ở dưới cái phần chân phuộc này, và có đồ nghề thì theo cây phuộc các bạn nhá. Thì tất cả những phần chi tiết đấy thì tăng chỉnh như thế nào thì Linh sẽ có một video hướng dẫn các bạn sau các bạn nhá. Thì ở đây thì anh em có thể nhìn thấy là một cái bánh mâm đằng trước lắp như zin cho xe 150 là bánh mâm Jason Boy 1.6. Thì tại sao lại lắp như zin? Vì có những cái bản 1.6 của Jason Boy ấy thì nó chỉ có 4 cái lỗ ốc thôi. Thì anh em về anh em muốn lắp được, anh em một là anh em thay đĩa, hai là anh em thay lòng.
Thì đây là cái đĩa này, tất cả đây là anh em vẫn là cái đĩa 245 lắp như zin đây, còn 5 chấu ốc đây các bạn nhé. Đĩa này Linh sử dụng cho bạn ấy là cái đĩa của Jason Boy, một cặp trước sau bông nó giống nhau các bạn nhá, và đặc biệt là cái độ an toàn và cái thép không gì, rất là chất các bạn ạ. Tiếp theo thì anh em mình có thể nhìn thấy là một cái gai lốp quen thuộc đây, là cái lốp đằng trước này là lốp cũng của Pirelli Josor, thì Linh sử dụng cho bạn ấy là cái lốp 80/90/17, đằng sau là 90 các bạn nhá. Rồi thì anh em có thể di chuyển sang bên này một chút. Về cái phần thân phuộc này thì là toàn bộ những phần bên này này, là cái phần này thì anh em mình có thể là lên được hai đĩa luôn các bạn nhá. Nhưng mà với bánh bé thì tốt nhất là anh em để zin và mà chạy, chứ không lên hai đĩa thì nó kỳ lắm, nó ngộ lắm anh em. Và đặc biệt ở trong này là cái chảng ba nhôm CNC các bạn nhá, nhôm CNC cốt ép thủy lực các bạn nhá. Ở đây thì Linh tặng cho bạn luôn thêm một cái che cái nước màu bạc này, rất là chất anh em. Tất cả những đèn và đờ mi thì Linh sẽ sử dụng lại tất cả phần zin, sẽ không thay đổi gì cả, vì là bạn ấy thích đơn giản chứ không có loài loẹt các bạn nhá. Bây giờ là đến lúc Linh sẽ di chuyển về review về phần bên côn này đi các bạn nhá. Thì đầu tiên thì lúc đầu Linh nói các bạn là trên này sử dụng tay phanh côn của CRG và bao tay Daytona, thì bên côn này cũng vậy các bạn nhá. Đấy, carbon rất là đẹp và rất là êm anh em. Tiếp theo di chuyển về bên này thì anh em có thể nhìn thấy điểm mà Linh hôm nay thay đổi cho các bạn ấy, khi anh em mình lên bánh bé là anh em cũng thay luôn cho Linh một cái chiếc yên nó mỏng hơn, nó thấp hơn, để cho mình thấy nhìn cái tông trọng tâm của xe nhìn nó cân đối hơn các bạn nha. Thì Linh sử dụng cho bạn lên cây yên XMV1X1R. Thì bây giờ Linh sẽ ngồi lên cho anh em xem khi mình lên bánh bé như nào các bạn nha. Thì đây, thì tất cả bình thường Linh độ những chiếc xe khác ấy, Linh sẽ phải chống chân, và hôm nay thì Linh có thể đặt được một cái chân này nó rất là chất. Thì tại sao anh em hay thích sử dụng cái phong cách Malai này? Thứ nhất là đi tốc nó sẽ nhanh hơn, thứ hai là nó sẽ nhìn nó khác hơn, và cái thứ ba là nó nhẹ nhàng, như kiểu anh em mình dắt một chiếc xe quay ấy. Sau khi mình độ xong chiếc xe này thì nó rất là nhẹ nhàng và đi nó rất là mượt các bạn nhá, rất là mượt. Thì chiếc xe này ấy, thì Linh đã thay đổi rất là nhiều cái bên trong nữa mà anh em không nhìn thấy bây giờ. Thứ nhất là Linh đã thay cho bạn ấy một bộ côn, như lúc đầu Linh nói là bộ côn Uma chống trượt 5 lò xo của Uma Racing. Thứ hai là ECU mở tua của ATE. Thứ ba là buji 3 chấu của Uma. Thứ tư là mô bin sườn của Uma. Thứ năm là lọc gió của Uma các bạn nhá. Thì tất cả Linh đã test cho anh em lúc đầu, như lúc đầu anh em xem video là Linh đã test lên đến mắc tua rồi đấy, mắc tua rồi các bạn ạ. Còn tí nữa về Linh sẽ test cho anh em mình xem cái phần chi tiết lên tốc mà khi hai anh em ngồi vừa quay vừa đi, xem nó lên được khoảng bao nhiêu các bạn nhá. Thì thực ra là Linh cũng không muốn test ở cái quãng đường mà Linh đi ở đây nữa, vì ở trên này nó rất là ít đường thẳng, nó cực kỳ là ít đường thẳng luôn, cho nên là nó rất nguy hiểm để test lên để cho anh em quay được là mắc được bao nhiêu. Nhưng mà lúc nãy Linh đi từ nhà ra đây, Linh đã test căng lên cho anh em thì là nó lên được 137 rồi các bạn nhá, mà đi rất là nhanh luôn. Đấy, thì vì là bánh bé mà anh em. Rồi tiếp theo bây giờ Linh sẽ tập trung vào cái phần chi tiết trong này. Cái phi chi tiết mà ngốn nhất của chiếc xe này là một bộ ổ khóa 3.400.000, 3.400.000 bộ ổ khóa Smart Key, ổ khóa cơ của Honda, và kết hợp nữa là bộ Hapilion. Đấy, 3.400.000 bộ ổ khóa này các bạn nhá. Thì cái remote này sẽ có hai cái, thì bộ ổ khóa này Linh sẽ bỏ qua cho, vì bạn này là bạn ấy thích bánh bé phong cách Malai nhưng mà phải an toàn và nhẹ nhàng không lòe loẹt các bạn nhá. Rồi thì là đấy là cái phần ổ khóa các bạn nhá. Và tiếp theo thì anh em có thể nhìn thấy toàn bộ phần chi tiết này, thì có điểm này là Linh thay ốc này. Đấy, rất là đẹp vừa rồi các bạn nhá. Cái chi tiết hay hơn hôm nay nữa là Linh sử dụng chưa có trong video từ trước đến nay là cây gắp XMV1 có những điểm khớp này, gắp nhôm các bạn nhá. Rất là đẹp, anh em nhìn đẹp không? Quá đẹp luôn, và đặc biệt là tăng xích rất là dễ dàng, tăng xích âm. Rồi tiếp theo là ở đây thì có thêm sử dụng thêm một cây chân chống nhôm CNC, thay đổi kết cấu, và kèm theo đó là nó sẽ có cái tông vàng ở đây nữa. Thì nếu như mà Linh sử dụng đen thì nó cũng khỏe, nhưng mà Linh muốn có một cái điểm nhấn khác biệt một chút các bạn nhá. Tiếp theo là ở đây thì mình sử dụng cho bạn ấy một cây phuộc nitron hàng 11 các bạn nha, tăng chỉnh từ chân phuộc này thì anh em mình tăng chỉnh cái độ đàn hồi, tức là độ nhanh chập của phuộc ấy, và trên bình dầu thì anh em tăng chỉnh nặng nhẹ. Đấy, tất cả tăng chỉnh đều là thật hết các bạn nha, tất cả là thật hết đấy anh em, những cái phuộc rất là đẹp. Về cái phần nhông xích lần này ấy, thì Linh sẽ sử dụng cho bạn ấy vẫn là bộ combo của X1R, nhưng mà cái đĩa tải này thì Linh sẽ sử dụng cho bạn ấy đĩa tải 40T, và đặc biệt là cái phần thép này này nó sẽ tốt hơn các bạn nha, thép tốt hơn, và cái màu ấy sẽ được mạ xi màu ba lớp các bạn nhá, bao cho các bạn bền màu trọn đời luôn. Linh sẽ bảo hành riêng cái màu nhá, bảo hành cho các bạn 5 năm luôn. Thì vì anh em nhìn cái phần Linh quay cái phần này nhìn nó đẹp
quá là phê luôn, thích phê cực kỳ luôn ở phần này. Còn sợi sên thì sử dụng sên Corona 9 Nili các bạn nhá. Tất cả những cái ốc này Lĩnh đều sử dụng bằng ốc xanh lục bảo thay thế, và đặc biệt là những cái phần ốc này thì anh em mình phải cho keo chống đề vào đây để đảm bảo cho nó an toàn các bạn nhá. Còn anh em mà vặn ốc này mà anh em không cho keo vào, nó sẽ đề ra mà có sẽ dụng cái đĩa ra lúc nào không biết các bạn nhá. Đó thì về cái phần này các bạn nhá. Video thứ hai Lĩnh review chiếc xe bánh bé. Đầu tiên thì là chiếc xe mà Lĩnh dọn cho chiếc xe của Lĩnh ấy, LLVL ấy, thì là đầu năm anh em xem rồi, thì đây là một cái chiếc xe mà bạn ấy gửi từ Huế lên, là một cái chiếc xe mà xa nhất từ trước nay Lĩnh dọn rồi. Và hôm nay một cái phong cách mới mẻ để cho anh em mình thay đổi cái gì cách review của Lĩnh từ trước nay các bạn nhá. Đấy thì lời cuối cùng thì Lĩnh cũng xin chân thành cảm ơn chủ nhân của chiếc xe này đến từ Huế và trao cho Lĩnh một cái niềm tin, trao cho Lĩnh một cái thời gian và trao cho Lĩnh một cái thoải mái sáng tạo để làm ra những cái chiếc xe như ngày hôm nay. Cảm ơn em đã rất là nhiệt tình. Chúc em và vợ hai của em luôn luôn gắn bó với nhau, vạn sự bình an và nói chung là tất cả những cái gì tốt đẹp nhất đến em nhé. Cảm ơn em trai Tony Shop rất là nhiều, và đặc biệt là cảm ơn anh em đã thường xuyên theo dõi ủng hộ kênh, làm cho Lĩnh những cái động lực có những cái động lực review xe mà thoải mái và có những cái siêu phẩm, một cái tuyệt phẩm mang tên thương hiệu của LLVL, siêu sạch từ trong ra ngoài, những chi tiết chăm chút nhất có thể đến với các bạn trong tầm giá các bạn nhé. Anh em có thể giao cho Lĩnh 5 triệu cũng được, 10 triệu cũng được, 20 triệu cũng được, thậm chí 50 hoặc là nhiều hơn nữa. Lĩnh cũng dọn theo cái tầm giá với cái mức độ mà an toàn tuyệt đối nhất cho anh em các bạn nhé, chứ không phải là rẻ, chứ không phải là ít tiền là Lĩnh không làm cho anh em chất lượng được. Quan trọng nhất vẫn là cái nhiệt tình của anh em thôi anh em. Đấy, thì cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thì video ngày hôm nay Lĩnh cũng review chi tiết nhất rất có thể rồi cho anh em rồi. Thì rất là mong anh em chia sẻ video này đến những anh em khác cùng đam mê X-Side như anh em Lĩnh. Bánh to cũng được, bánh nhỏ cũng được, tất cả. Cũng cảm ơn mọi người rất là nhiều. Video anh em mình hôm nay xin phép dừng tại đây các bạn nhá. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn, bye bye. Đừng quên đăng ký ủng hộ kênh cho Lĩnh nhá, bye bye anh em.